Thanh niên Việt Nam chỉ đạo thực hiện, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhóm tình nguyện Tim Hồng phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, vận hành sản xuất bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí NSN, Công ty Cổ phần Quốc tế Vạn Đắc Phúc, hỗ trợ âm thanh ánh sáng bởi Công ty Diamond Suit & Line, bảo trợ truyền thông bởi Trung tâm Tin tức VTV, Đài Truyền hình Việt Nam 24, trang tin điện tử Mekong.vn, kênh truyền hình Kids and Family VTC11 và trang kiến thức gia đình Báo Làng Việt. Thưa quý vị thân mến, trong sự hiện diện của khán phòng ngày hôm nay là sự hiện diện của đông đảo các y bác sĩ, các chiến sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, và Ngưng hy vọng rằng sẽ có thật nhiều những mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm sẽ cùng chia sẻ những nỗi đau với những bệnh nhân đang có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong chương trình của chúng tôi. Và có một trong những vị đại biểu mà Hồng Nhung rất muốn được giới thiệu và rất muốn quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn cho họ, đó chính là những nhà tài trợ của chương trình, Ngân hàng BIDV. Và trong phần đầu của chương trình là những lời ca, những giai điệu vô cùng ý nghĩa về mùa Vu Lan. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chuyến xe âm nhạc ngày hôm nay cùng với những giai điệu hết sức rượu sẽ do ca sĩ Lê Trang trình bày. Xin mời.